Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên đã đến thăm tặng quà Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Tết đến xuân về. Chuẩn bị bước sang năm mới Giáp Thìn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn Hội Phật giáo tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo nói chung và hoạt động Phật sự nói riêng trên cơ sở đảm bảo tuân thủ pháp luật. Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn sắp đến, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chúc toàn thể chức sắc tăng ni Phật tử trong Hội Phật giáo tỉnh vui xuân đón Tết mạnh khỏe, an lành, hạnh phúc. Sáng nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2024. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Năm 2024, tỉnh Hưng Yên được giao chỉ tiêu 2.106 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự, trong đó có 256 chỉ tiêu nghĩa vụ công an nhân dân. Đến nay đã hoàn thành công tác khám tuyển, xét nghiệm HIV, ma túy và điện tim. Số thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ là 2.188. Thời điểm này, các địa phương đang tiến hành công tác hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, hoàn thiện hồ sơ, tiến hành thâm nhập và chuẩn bị hồ sơ cho các thanh niên đủ sức khỏe nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh yêu cầu các địa phương hoàn thành xét duyệt hồ sơ, phát lệnh gọi nhập ngũ, cấp quân trang trước ngày 8 tháng 2 năm 2024. Thời gian giao nhận quân dự kiến ngày 25 tháng 2 năm 2024. Với truyền thống hơn 200 năm, Hương xạ Thôn Cao, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên là một trong những làng nghề làm hương lâu đời nhất cả nước. Thời điểm cận Tết Nguyên đán, cả làng nghề hối hả bước vào vụ sản xuất lớn nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết. Hiện cả làng còn trên 100 hộ giữ nghề truyền thống, trong đó có gần 90 hộ tham gia vào hiệp hội làng nghề hương Thôn Cao. Các sản phẩm chủ yếu của làng nghề là hương nén, hương vòng, hương xào, hương đụ. Những người làm thợ hương cho biết, trừng ngày rằm, ngày mùng 1 tiêu thụ nhiều. Ngày thường, Thôn Cao chỉ sản xuất trung bình khoảng từ 500 đến 700 vạn nén hương. Đến dịp sát Tết, các cơ sở phải tăng số lượng lên đến 1 triệu sản phẩm mới đủ cung ứng cho thị trường. Tại việc làm cho từ 500 đến 600 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 250 đến 350.000 đồng một ngày. Nhiều năm nay, sản phẩm hương Thôn Cao được ưa chuộng không chỉ tại thị trường trong nước mà còn xuất khẩu đi một số thị trường nước ngoài như Ấn Độ, Thái Lan, Campuchia. Tiếp tục với các tin tức đáng chú ý, từ ngày 1 tháng 2 năm 2024, mức thu phí sử dụng đường bộ sẽ được áp dụng theo quy định tại Nghị định 90/2023. Cụ thể như sau, xe chở người dưới 10 chỗ đăng ký tên cá nhân hộ kinh doanh là 130.000 đồng một tháng. Xe chở người dưới 10 chỗ trừ trường hợp đã nêu trên, xe tải, xe ô tô chuyên dùng dưới 4 tấn, các loại xe buýt vận tải hành khách công cộng, xe chở hàng và xe chở người 4 bánh có gắn động cơ là 180.000 đồng một tháng. Xe tải, xe ô tô chuyên dùng từ 19 đến 27 tấn, xe đầu kéo từ 19 đến 27 tấn là 720.000 đồng một tháng. Xe tải, xe ô tô chuyên dùng từ 27 tấn trở lên, xe đầu kéo từ 27 đến 40 tấn là 1.040.000 đồng một tháng, xe đầu kéo từ 40 tấn trở lên là 1.430.000 đồng một tháng. Công an thành phố Hà Nội vừa bắt khẩn cấp bà Phạm Thị Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sen Tài Thu, Nguyễn Thị Thùy Linh, con gái bà Hòa và Nguyễn Thị Lan Hương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cơ quan chức năng, các nghi phạm trên biết việc Công ty Sen Tài Thu có dư nợ phát sinh rất lớn, mất khả năng thanh toán. Tuy nhiên, từ năm 2018 đến tháng 5 năm 2023, các đối tượng lợi dụng uy tín thương hiệu chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu nâng khống vốn điều lệ, đưa ra doanh thu lợi nhuận của hệ thống không đúng thực tế để huy động vốn trái pháp luật. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 100 hợp đồng huy động vốn đã được ký kết, tổng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Công an đang làm rõ mục đích sử dụng số tiền trên của các đối tượng, mở rộng điều tra, đánh giá vai trò của một số người khác liên quan. Ba người trong một gia đình ở xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vừa được phát hiện tử vong trong căn phòng ngủ hơn 10m2 đóng kín cửa, nghi do ngạt khí than. Lãnh đạo xã An Hà cho biết,
Gia đình gồm 5 người, trong đó cô bà và một cháu gái ngủ ở phòng khác thì vẫn an toàn, còn hai vợ chồng và cậu con trai 5 tuổi ngủ trong phòng kín có đốt than sưởi ấm đã tử vong. Thông tin ban đầu, phòng ngủ của hai vợ chồng rộng hơn 10m2, kín cửa. Các nạn nhân nằm trên giường, phía dưới nền có một chậu than hoa đã cháy hết. Bước đầu xác định có thể các nạn nhân đốt than để sưởi chống rét, sau đó bị ngộ độc khí than. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh và Công an huyện Lạng Giang đã khám nghiệm hiện trường tử thi để làm rõ nguyên nhân. 270 gia súc ở 7 tỉnh miền núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chết trong đợt rét hại từ ngày 23 đến ngày 28 tháng 1 vừa qua, theo thống kê của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai. 7 địa phương ghi nhận có gia súc chết là Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Nghệ An. Gia súc chết rét chủ yếu là trâu bò, một số ngựa và lợn. Trong đó, tỉnh Lạng Sơn có số gia súc chết nhiều nhất với 123 con. Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lạng Sơn cho biết, trước đợt rét đã yêu cầu cán bộ đến các xã hướng dẫn bà con gia cố chuồng trại, đốt lửa sưởi ấm, tích trữ thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, tuần qua, nền nhiệt Lạng Sơn phổ biến từ 4 đến 7 độ. Băng giá suốt 4 ngày, gia súc thiếu thức ăn, một số nơi chuồng trại che chắn đơn sơ, nhiều hộ vẫn chăn thả tự do, khiến cho bò dê chết rét. Ngành chức năng đang tiếp tục rà soát, xem xét để hỗ trợ người dân theo đúng quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, một nhà thám hiểm ngồi xe lăn người Anh sẽ thử thách bản thân với hành trình chinh phục 333 km Nam Cực vào tháng 12 tới. Anh hy vọng thực hiện chuyến thám hiểm để kêu gọi quyên góp hỗ trợ cho nghiên cứu phương pháp chữa trị chấn thương tủy sống. Trong chuyến thám hiểm, Edwards và hai thành viên trong nhóm sẽ đi bộ qua băng tuyết tới 12 giờ mỗi ngày, mang theo 80kg thiết bị. Thách thức lớn nhất đối với anh trong chuyến đi lần này đó là khả năng thích ứng của cơ thể. Anh Edwards hy vọng chuyến thám hiểm của mình sẽ quyên góp được 300.000 bảng Anh, tương đương hơn 9,3 tỷ đồng, để hỗ trợ tổ chức Wings for Life, tổ chức đang nghiên cứu các phương pháp điều trị chấn thương tủy sống. Nhà thám hiểm này tin rằng phương pháp chữa trị căn bệnh này sẽ sớm xuất hiện và hy vọng chuyến thám hiểm sắp tới của anh sẽ truyền cảm hứng không chỉ cho những người giống như mình mà còn cho bất kỳ ai đang trải qua giai đoạn thử thách trong cuộc đời. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, du lịch toàn cầu có thể sẽ phục hồi hoàn toàn trong năm 2024 sau cú sốc đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, khu vực châu Á-Thái Bình Dương được đánh giá phục hồi chậm hơn so với các điểm đến khác về số lượng khách du lịch. Năm ngoái, ước tính có khoảng 1,29 tỷ khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, đạt khoảng 88% so với năm 2019. Dẫn đầu là sự phục hồi mạnh mẽ ở Trung Đông với lượng du khách tăng tới 22% so với 4 năm trước đó. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc, so với năm 2019, lượng khách du lịch năm ngoái đã phục hồi lên 94% ở châu Âu, 96% ở châu Phi và 90% ở châu Mỹ. Con số tương ứng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương là 65%. Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản cho biết, tàu thăm dò mặt trăng của nước này đã hoạt động trở lại và sẽ tiến hành nhiệm vụ khám phá bề mặt của vệ tinh trái đất theo kế hoạch. Thông báo cho hay, các tấm pin mặt trời trên tàu đổ bộ thông minh khảo sát mặt trăng SLIM đã hoạt động trở lại sau sự cố cung cấp điện. Theo cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản, việc liên lạc với tàu SLIM đã diễn ra từ tối 28 tháng 1 và đến nay đã nhận được tín hiệu với các bức ảnh về những hòn đá trên mặt trăng do tàu chụp. SLIM đã đáp thành công số bề mặt của mặt trăng hôm 20 tháng 1. Tuy nhiên, hệ thống pin mặt trời của tàu không phát điện nên hoạt động của tàu đang dựa vào pin dự phòng. Đến ngày 22 tháng 1, cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản thông báo đã tạm tắt nguồn điện của tàu khi chỉ còn 12% pin để tạo điều kiện cho việc khôi phục hoạt động khi góc chiếu của mặt trời thay đổi. Rạng sáng 29 tháng 1 theo giờ Việt Nam, hãng thám hiểm không gian SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã phóng thành công một loạt vệ tinh Internet Starlink bằng tên lửa đẩy Falcon 9. Thông báo của SpaceX cho biết sẽ tiếp tục đưa hàng chục vệ tinh mới vào quỹ đạo trái đất tầm thấp. Theo SpaceX, tên lửa được phóng từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ NASA. Sứ mệnh của Starlink là đưa 23 vệ tinh Internet mới vào quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Tầng đầu tiên của tên lửa đẩy đã được SpaceX cho đáp xuống tàu không người lái ở Đại Tây Dương. Đến nay, tên lửa đẩy giai đoạn đầu của Falcon 9 đã thực hiện 17 chuyến bay, bao gồm cả vụ phóng AX-1 hồi tháng 4 năm ngoái. SpaceX đã bắt đầu phóng các vệ tinh Starlink từ năm 2019 đến nay. Cho đến nay, công ty này đã phóng hơn 5.000 vệ tinh vào quỹ đạo trái đất tầm thấp.
Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.